Ba khoảnh khắc giữa sự kiện để đời của địch đệ Nhật Ba, Vi dừa sang chảnh thượng công chúa, bao đi còn khiến Sinet choáng váng. Địch đệ Nhật Ba và khoảnh khắc đầu đội vương miện, bước xuống xe chuẩn bị vào bên trong sự kiện thời trang nước tiếng tại Ý. Không chỉ Sinet, người hâm mộ trên toàn châu Á đều tung hô Vi dừa cùng khí chất sang chảnh của cô nàng. Địch đệ Nhật Ba trong một sự kiện tại Thượng Hải, nở nụ cười ngọt ngào nhanh chân sải bước sau khi chụp ảnh xong tại thảm đỏ. Cô nàng khiến dân tình ngây ngất với vóc dáng đỉnh cao, vòng một căng đầy cùng đôi chân dài miên man nuột nà không tì vết. Trong một sự kiện khác, khoảnh khắc vô cùng tự nhiên của cô nàng đã được camera ghi lại được, vòng eo con kiến của cô nàng hoàn toàn thu hút ống kính.